Trong những năm gần đây, Bình Dương là một tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc. Các khu đô thị mới, các khu công nghiệp quy mô lớn, hiện đại hình thành và đi vào hoạt động hiệu quả, tạo cho Bình Dương chuyển mình dần trở thành một thành phố công nghiệp hiện đại, năng động và bền vững. Bên cạnh đó, phát triển mạng lưới giao thông để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa công nghiệp đến các đầu mối giao thông quan trọng trở nên cấp thiết. Đầu tư tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn là bước đột phá và tầm nhìn chiến lược để kết nối hạ tầng giao thông của tỉnh Bình Dương vào mạng lưới giao thông quốc gia và khu vực. Có chiều dài 37 km từ các khu công nghiệp phía Bắc của tỉnh đi xuyên suốt về ngã ba Tân Vạn, điểm kết nối với các tuyến đường lớn như quốc lộ 1A, quốc lộ 51, cảng biển, sân bay quốc tế và các thành phố lớn được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc sẽ là một tuyến đường gần nhất và nhanh nhất của tỉnh Bình Dương. Nút giao thông Tạo Lực 6 đi vào trung tâm thành phố mới Bình Dương và khu du lịch Đại Nam. Tuyến được đi xuyên suốt và vượt qua đường Trần Ngọc Lên, đường Phạm Ngọc Thạch, đường Huỳnh Văn Lũy, đường DT-742. Nút giao liên thông với đường Tạo Lực 1, một cửa ngõ quan trọng đi vào thành phố mới Bình Dương. Nút giao thông đường Vành Đai 3 kết nối với một tuyến đường lớn của thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Đường khu dân cư Thuận Giao vượt ngang phía trên. Đường khu dân cư An Phú vượt ngang phía trên. Nút giao thông An Phú kết nối với các khu công nghiệp phía Nam của tỉnh Bình Dương. Đường khu dân cư khu vực Tân Đông Hiệp vượt ngang trên cao.
nút giao thông quốc lộ 1K kết nối với trung tâm thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và các khu công nghiệp lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vòng xoay khu vực Tân Vạn đi quốc lộ 1A. Đường Mỹ Phước Tân Vạn kết nối vùng miền, phát triển tương lai.